trở lại với Tà Mau TV. Chống lại cái dép này. Đưa con này. Dán vào để định ăn hôi của anh em mình. À, mọi người thấy mâm hải sản này ngon không? Đấy, tuyệt vời không? Anh em mình ăn nhiều đồ chừng hôm nay mình thích món tuyệt vời luôn nha mọi người nhá. À, ông anh mình ở trong biển có gửi ra cho mình một ít hải sản, nhưng mà hơi ít thật, một ít thật. À, bảo mình là mày nếm thử hải sản xem ngon không, để anh còn bán. Sau phải gửi nhiều tí. Với lại em bảo mày phải chế biến cho anh một cái món gì đấy mà về hải sản mà ở trong anh chưa nấu bao giờ. Mình phải chằn chọc suy nghĩ cả đêm để sẽ có một món, mà quan trọng là phải ngon nữa cơ. Nhưng mà nói chung là cái nếu mà cái vế đầu ấy là chưa ai nấu bao giờ, phải độc dị lạ thì làm được. Hôm nay mình sẽ làm một cái món hải sản độc dị lạ, nhưng mà không biết ngon không. Mọi người cứ theo dõi anh em mình xem đến chiều nay nó sẽ ngon không nhá. Hôm nay mình sẽ làm một cái món hải sản gọi là chưa từng xuất hiện, đó là hải sản om khói, hun khói. Như kiểu là cái món trâu gác bếp ấy. Hôm nay mình sẽ làm hải sản gác bếp nhé mọi người nhé. Đấy, bây giờ ướp chiêu cay vào đã. Các cái món gác bếp người ta cũng làm đồ nước, đồ biển, đồ đấy nhưng mà là cá thôi. Mực với lại bạch tuộc là ai gác bếp bao giờ đó. Chú ai làm, chú cá sông thôi. Lấy đôi đũa đấy. Không cần đũa. Đấy nha. Tí nữa đấy xong rồi trộn xong đi gái cho nó phê đấy, trộn lên đấy đi hái ớt ấy. Dù đang hái ớt mà chạy ra gọi là giải quyết là nói chung là cũng không cay đâu, tại vì khi mà mình hun khói lên nó khô hết là nó rơi cái ớt này đi mà không trộn đi xả xả nữa. Ok, nhìn mày đi lấy. Mày đi. Mày đi lấy ít xả đi anh kia, anh nhóm bếp. Đấy, mọi người theo dõi nhá, tí nữa anh em mình sẽ treo lên các bếp như nào nhá. Đây. Đây sẽ là cái món ăn mà kể cả những người trong biển cũng chưa được từng được thưởng thức đâu nhá mọi người nhá. Khói như thế này mọi người nghĩ đủ chưa? Mình thấy là khá là ok đấy. Nhưng mà phải duy trì cái lượng khói này suốt từ giờ đến tối nhá mọi người nhá. Mình sẽ gác, chỉ gác một ngày thôi, không gác lâu. Chắc là không biết là nó có giống mực khô không nhỉ? Đấy. Liệu nó có giống mực khô không nhỉ? Nếu mà hun khói này nó khô. Khéo lại đặc sản như kiểu là mực phơi một nắng một nồm gì. Khéo lại phát minh ra cái món mới gọi là gì nhỉ? Đặc sản mới. Mà cũng khéo là cũng béo chó. Chó chả thèm ăn. Rồi, thì đây thôi. Bây giờ chỉ trông để cho cái khói, giữ cái lượng khói nó nghi ngút như thế này thôi. Anh em mình có duyên với ẩm thực trời mưa thì phải mọi người ạ. Đang làm hải sản sông khói thì vừa đấy một tí đã mưa. Và làm mực gác bếp thì nó lại mưa. Vừa được khoảng tầm 30 phút thôi nhá. Đây mày cầm ô anh xem qua cái này. Cũng giống thịt trâu hết đấy. Thấy nó khô rồi. Bắt đầu khô xe mặt rồi. Cũng được đấy, khả năng là từ giờ đến tối là thành mực khô. Mực khô này, bạch tuộc khô. Ok, làm được đây. Tí nữa khoảng tầm 2-3 tiếng nữa mình sẽ thăm lại lần nữa. Đây. Wow, khói chưa, mọi người thấy khói ác chưa? Đấy, mình sẽ phải duy trì cái khói này từ giờ đến chiều nhá. Đây cho mọi người xem nó sẽ khi mà khói nó sẽ như thế nào. Ôi, trời. Đấy. Hả? Em dơ đi chơi rồi. Xin ăn mực không? Con chơi. Ôi, đây này. Khói nó phải gọi là nghi ngút như thế này. Ôi, lại lại. Cho nó nhanh nhanh được mọi người.
đến thời điểm hiện tại thì được khoảng tầm 8 tiếng nha mọi người nhé, 8 đến 9 tiếng rồi. Bây giờ anh em mình sẽ cho ra là để kiểm nghiệm xem. Mình thấy khô như kiểu là trông mọi người đây, cho mọi người xem kỹ này. Giống tôm mới ở đây mọi người. Giống như kiểu không? Giống như kiểu là cái gì nhỉ? Mấy cái bao gì quất quất lại đấy. Hay nhỉ. Nhiều dạ dày nướng ấy. Đúng rồi. Nào, mày đưa kia đây. Đấy, cứ cái khói như thế này mà nếu mà để đến sáng mai ấy, thì nó lại nhưng mà mình cái bỏ thịt trâu vào. Hết trâu luôn. Tí nữa gác thịt lợn vào. Xong rồi để ngày mai. Nào. Ấy, khô đét vô nang luôn. Không biết ngon đâu. Nhưng mà khô thì khô, những cái đồ gác bếp vẫn phải nướng tiếp. Anh em mình sẽ cho ra để chuẩn bị chế biến nướng tiếp nhé mọi người nhé. Đấy, để xem nào. Chắc ăn được luôn ấy. Mày thử ăn luôn xem nào. Em thử luôn. Quả cũng không phải là khô lắm đâu. Đây này. Cho em nó xin cái dấu. Ở đằng này. Đằng này là đấy lắm. Cắt cho em xin cái dấu. Không phải cắt, ôi nhấc được luôn này. Nó không dai nhỉ? Số ôi cái này cứng luôn này. Đây. Cũng được mà. Rồi. Hoàn tan luôn đấy. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn mực ngon. Mực khô thì chả như mực khô. Mực khô thì làm gì giòn. Ăn giống kiểu gì nhỉ? Nhưng mà cay quá. Hơi cay thôi. Được. Thì nó mình ngấm ngơ. Thì bây giờ mình sẽ cho lên nướng lại. Ôi, vẫn còn nước này. Con này vẫn còn nước ở trong này. Khô khét. Nhưng mà nó đấy, bây giờ sẽ phủi vào bớt cạo vào bớt cái không nó khét. Cái đấy đi. Cái ớt. Xong rồi anh em mình sẽ cho lên nướng lại nhá. Anh đi bắt bên nướng đi em đây, cạo. Cạo đi. Lấy than ra. Bây giờ sẽ bắt đầu nướng lại nhá. Nói chung là những cái đồ phơi viếc hoặc là các bếp thì vẫn phải nướng lại. Như con bạch tuộc này thì vẫn còn sống nguyên này. Cái đoạn này nó vẫn còn ướt này. Đấy. Mấy con kia thì lại khô rong rồi anh nhỉ? Mấy con này thì khô rong. Khô. Chung là mình cứ nướng lại cho nó chắc cú. Nó ngon hơn. Bạch tuộc thì ăn chia chimi được mà. Hai bố, củi nha. Củi à? Nào, cho vào đấy. Sao đây để đảo cô nướng đi, cô nướng đi. Nướng đi. Đây, con gì đây xin? Con lợn. Con ngỏ tí đấy mà bảo con lợn à? Con này cơ mà. Con lợn. Đưa là nó cả cái chùm dâu mà. Đây. Chùm dâu. Con này con gì? Bảo lắm. Không bảo. Phải đâu. À. Mạch tuộc ấy. Con mực đó. Con mực đó. Con mực. Đây, con bạch tuộc à. Mạch tuộc. Đấy, bây giờ sẽ nướng lên nhá mọi người nhá. Bây giờ mày trông nhá để anh mình bia. Đúng. Có đây phải có bia. Cà nữa. Chín rồi đấy mọi người nhá. Vậy là sau khi khoảng tầm 10 tiếng thì anh em mình mới chế biến xong cái món này. Nó cũng khá là kỳ công. Nhưng mà nhìn cái con bạch tuộc sau khi nướng lên nữa này. Thành một không phải nói là đâu nhưng mà mình thấy nó ảo diệu thật đấy. Nó to như thế này. Xong nó quắt như thế này. Rút cái này. Thế là thế nào? Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cái món mà gọi là có 102 này nhá, xem ngon không. Chưa chắc nhưng anh em ở trong biển đã được thưởng thức cái món này đâu. Tại vì món này mình thấy chưa ai làm đâu. Đây. Đây là con mực nhá mọi người nhá, mình sẽ thử cắt ra xem ở trong nó này. Nào. Đấy. Cắt ra. Thì cắt ra cắn nha. Mời tất cả mọi người nhá. Con này. Trong có trứng không anh? Như kiểu mực khô. Ui, trông anh nổi hơn ạ. Đứng, đây. Như kiểu mực một nắng đấy nhá. Mình cứ tưởng nó mềm, nó dai. Mời tất cả mọi người nhá. Rồi. Ăn mình không ướp gì đâu nhưng mà nó cũng có vị mặn mặn nhá. Anh nhớ
không? Đây, dài này. Úi giời, úi giời. Đây, xé thành hình đấy được nhá. Đấy, ấy ra. Ấy, ngon phết đấy. Wow. Ăn nhá. Nó dai. Nó đứng như kiểu không phải dạng mực một nắng. Con ăn to hơn rồi. Không phải thuộc như dạng mực một nắng mà nó vẫn mềm, vẫn dai. Hơi đậm đặc. Ngon phết. Món đi nhậu tới bến này. Ok đấy. Cái này như kiểu là hay là bị lợn lắm nhờ. Nhiều thịt lắm mà. Ăn nhá. Để mà mình khẳng định là nó ngon thật, nhưng mà nó không ngọt như mực khô. Đấy, mực khô thì nó ngọt. Còn mực này thì nó hơi mặn mặn nhá. Mà nó dai dai. Nó vẫn mềm. Nó mực một nắng thì mình cũng ăn rồi, nhưng mà cũng không thuộc dạng mực một nắng nữa. Úi là úi. Thấy chưa? Xé được nhá. Đấy, cầm xé được như mực khô. Như kiểu cái bánh xe lông bò này. Đấy, xé được như mực khô. Đấy. Xé được như mực khô. Nhưng mà nó vẫn giữ được cái hương vị của mực tươi. Nhưng mà đây nói thật ra là mực này để tủ lạnh thôi. Chứ nếu mà làm mực tươi, mình khẳng định món này ngon. Ngon như mực một nắng luôn. Thôi, không biết là anh em nào ở ngoài biển đang thử cái món này chưa? Ngon mọi người. Đấy. Bây giờ sẽ thưởng thức đến cái món dâu mực nhá. Mềm rồi. Ngon lắm. Cái dâu mực ngọt hơn, nhưng mà nó dai, nhưng mà ở trong nó cũng mềm, cũng đại khái giống con này, nhưng mà ngon hơn tí cái dâu nó. Tuyệt vời. Ok đấy, món này ok. Ăn mấy cái mực khô này phải nhai kỹ ạ, ngọt lắm nhỉ. Càng nhai càng thấy nó bùi á. Nó không được ngọt như mực khô, nhưng mà nó bùi. Dài. Đố mới nhai cả miếng đấy. Nhai. Dài. Anh đừng khách em. Dài đúng không? Vâng. Dài nhưng mà vẫn mềm. Vâng ạ. Đố nhai. Nó không phải như mực tươi. Mày không phải mấy nhìn à? Mấy nhìn ra ra cấp. Chứ nhiều răng như vậy. Bên ngoài cũng có à? Bên trong cũng có hả? Cái lại răng xếp lộn xộn tính. Bộ cối của em ơi bị hiếm á. Nếu mà mực tươi như con mực tươi này, nếu mà hấp lên cắn cả phập phát là ăn được nửa con, nhai nó mềm. Nhưng mà khi mình hong khói một ngày rồi và thôi gọi là nửa ngày, thì nó cái độ dai của nó lên khá là cao, giống như kiểu mực nắng. Nhưng mà ăn nó khác cái là cái mực này là mực để tủ lạnh khá là lâu rồi. Sau là mình sẽ kiếm đồ hải sản tươi. Bây giờ sẽ thử đến cái con đây là con bạch tuộc nhá. Con bạch tuộc nó to phết rồi. Bây giờ mình sẽ thử nó nhá. Wow, nghe có vẻ dai hơn đấy con này. Đấy. Ấy da. Ấy da da. Anh ăn bạch tuộc này không đúng cách rồi. Ăn bạch tuộc này nha, phải như kiểu mấy anh Trung Quốc hay là Tây này. Ba. Cắn cả dây thép. Không ngon bằng mực nhỉ? Không ngon mực. Dai hơn mực. Dai hơn mực nhưng mà nó không ngon bằng mực. Mình nhận thấy như thế.